Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với góc nồi cá của mình. Hôm nay dự định show mấy cái bầy cá bảy màu rồng đỏ tơ ha, 1,5 tháng của mình lên màu đẹp đẹp đó cho mọi người xem. Nhưng mà cũng xui là do là mưa 2-3 bữa khỉa, thành ra tụi nó không được khỏe lắm mọi người. Mình mới vừa là bắt tụi nó ra ha, lựa mấy con cá bệnh mình dạt rồi mình chuyển hồ cho tụi nó. Nè, bài này là rồng Indo ha, bài này là 2 tháng tuổi thì rất là đẹp, rất là đẹp, đùi hấp muôn rồi các kiểu, con đà điểu luôn ha. Bài này rất là đẹp, thì có vài con thấy nó có hiện tượng bị bệnh đó, do là mấy ngày khỉa rồi, trời mưa, mưa ban đêm không hả các bạn, đó ban đêm không, rồi mình cũng lơ là tụi nó, thành ra là để tụi nó có vài con nó hơi bệnh nhẹ xíu, nhưng mà không sao. Mình bắt ra mình tuyển rồi hết rồi, hồ thì mình đang ngâm mình xử lý thì hơi lỡ rồi. Hôm nay thì mình mời các bạn đồng hành cùng với mình là ngắm cá ăn nha, ngắm cá ăn đó. Cái bầy này của mình, bầy Coret này của mình nay nó nhú tai nè mọi người, à, nhú tai rất là ngon luôn. Để mình dụng nó lại, mấy con cá mái này đang nhú tai lên đầu rất là sâu và nay đang nhú tai rất là tốt đó. Thì mình cũng chuẩn bị lựa ha, hàng nhú tai mình để lại, mình lựa mình tách cái hàng mà không nhú tai ra nha mọi người. Cá tơ nha, cá này có 2 tháng tuổi thôi, 2 tháng tuổi. Các bạn thấy là bạn biết đủ biết cá tơ rồi, cá nó chưa có ôm trứng mà, chưa ôm trứng chưa gì hết ha. Ngày hôm qua cũng là một ngày có thể nói là khá là cực đối với mình, tại vì mình phải soạn hết, mình thay nước hết rồi mình tiến hành là mình ngừa bệnh cho tụi nó hết, vô thuốc đồ tất cả các hồ luôn. Thì sẵn thì mình cũng có bắt vài con rồng đỏ Indo tơ của cái hồ kiến bên đây, tách trống á, hôm bữa tách nay nó ửng lên vài con trống nữa, thành ra là mình tách thêm, mình tách thêm vài con nữa nè từ cái hồ bên đây nè. Có vậy chứ cũng còn nè, cũng còn sót con, 2 con trống bên đây đó, bạn thấy còn sót con này trống nè, thấy không? Mấy con trống sau này rất là đẹp, mình công nhận luôn đó. Mấy con trống sau này rất là đẹp nha mọi người nè. Hàng này hàng sọt, các bạn nhìn vô là bạn thấy là bạn biết hàng sọt là cái gì, cho là mình chưa có tuyển sọt á, mình chưa có tuyển sọt, thành ra là các bạn thấy nó còn một vài con dài dài ở trong đây, nhưng mà đa số là sọt không, sọt super sọt các kiểu luôn. Bài này bao đẹp, mình thề luôn, mình thấy mà mình còn ghen mà, mình nói thật. Rồi cái con này bị tét đuôi nè, cái chắc cắn lộn, có con tét đuôi nhẹ các bạn thấy không? Đây hàng trống của tụi nó là tách bên đây nè mọi người. Mới giờ bắt mấy con trống ngắn 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 bỏ qua đó. Hàng sọt nó lâu lên màu hơn cái hàng kia. Super, nhất là super sọt nó chậm lên màu lắm. Có con bị tét đuôi nhẹ nè. Con này nè. Để coi coi cái form, à form đuôi cũng xấu chứ không đẹp. Ôi không sao, form đuôi xấu, mình còn tuyển form đuôi mình dạt ra nữa mà. Ôi form đuôi xấu thì dạt ra luôn, có gì đâu. Để coi coi nó liền lại không. Nếu mà nó tét hơi nhỏ, tét ít chứ không nhiều. Để mình coi coi nó liền lại không, nếu nó liền lại thì ok, còn không liền lại thì dạt ra. Chờ mình xíu, mình có điện thoại. Tổng đài gọi mọi người ạ. Tưởng đâu ai gọi báo số tài khoản rồi chuyển khoản qua cho đồ, ai nhà đâu đó. Đây là bầy trống cứng hơn một chút, bầy này trống thì ngon lành lắm rồi ha, về ép mái là ngon lành, đẻ được. Nó đuôi rất là to, bản đuôi thì đẹp hết hồn trưởng.
Rồi vậy. Mấy bạn bác nhà mình nó sổ bậy quá mọi người. À, mình để mình nói tiếng nói của mình có cái hay nè. Hàng 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 cực phẩm của mình nè mọi người. Nó bị nắm cái bê lưng á, bạn thấy không? Bê lưng nó hơi sượng sượng chút. Nó bê lùi nó hơi túm túm chút nè. Bộ tia quá đẹp luôn mà bệnh ổn. Thành ra mình nhốt riêng nè. Nè, cái bên là cái bầy của nó nè. Mình đang vô thuốc ha. Tia vây rồi rất là đẹp. Đó. À, mình chưa có show cho mọi người xem được. Này còn dưới này là máy. Ba hồ. À, mình bị là ba hồ nha mọi người. Ba cái hồ. Hàng này là cũng là BDS hormone nè. Đây. Để mình vớt ra cho bạn xem thử nha. Liều lĩnh luôn. Đáng lẽ là bữa nay mình sẽ show đàng hoàng cho mọi người xem. Đây, BDS hormone của mình. Ha, mình chưa có tuyển hormone ra nha. Chưa tuyển hormone ra, chưa tuyển hàng, chưa hormone ra. Mình đang form nó. Ha. Và mình không có hậu kiến, thành ra là mình sẽ form bằng cái này. Mình form bằng cái khay nhựa. Mình cũng đang vô thuốc ngừa cho tụi nó luôn nha. Cũng đang vô thuốc ngừa. Đó là bữa nay là mình sẽ show những cái bài này cho mọi người xem. Nhưng mà chỉ cho xem chút thôi, không có cho xem lâu được ha. À, đây mình còn bài cutter nhỏ nè. Bài này thì chưa biết lên như thế nào thiệt. Nhưng mà thấy cũng tạm tạm. Bài này hả? Thấy cũng khá đó, được. Chưa rõ, tại vì lên cái form đuôi là form đuôi tròn sẵn rồi nè. À, bộ tia cũng khá nè. Nhưng mà nó còn tơ quá. Bài này mới có 1 tháng rưỡi. Mới nhú 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 à. Chờ thêm tầm khoảng 10 bữa nửa tháng nữa. 10 bữa nửa tháng nữa mới thấy là tụi nó sẽ như thế nào. Đó, thì bây giờ là cố ý là cho ăn đầy đủ thôi mọi người. Đang phơm cá thì phải cho nó ăn đầy đủ sung. Thì hiện thì mình sáng cử bo bo đông lạnh, chiều cử cám ha. Như vậy thôi chứ con không mấy gì. Đây con bầy bên đây thì các bạn đã thấy thường rồi, mình bị kẹt á. Bầy bên đây các bạn cũng đã thấy thường rồi. Thì bài này là mái nhiều hơn trống chút xíu. Trống vẫn còn nha. Mấy con mà lên sọc cam này là trống nè. Nhưng mà lên màu chưa mạnh. Qua văn rồi lên cũng chưa thấy ngon lành. Hơi lộn xộn chút xíu ha. Bài này là thái sọt. Cái hàng này là mình mới làm ra nha. Lúc trước là mình làm indo sọt. Nhưng mà sau này là mình làm muốn lai ra thái sọt. Tại vì thái các bạn làm rất là dễ ra tia. Như mấy con máy này nè, bạn thấy tia rất là đẹp. Thái làm rất là dễ ra tia. Và tia sẽ không bể. Còn Indo á, làm thì tia nó sẽ bể nha mọi người. Indo nó, khi mà nó về già, con trống nó về già thì tia nó sẽ bể. Đó, thành ra là mình quay qua mình làm thái coi. Mới vừa lai ra thôi. Bài này thì mới vừa lai ra thôi nha mọi người. Thành ra là bộ tia chưa được ngon lắm. Máy thì bộ tia ngon lành rồi đó. Còn trống thì bộ tia chưa được ngon lắm. Đây, trống của tụi nó là bên đây này. Trống của tụi nó là bên đây. Đó. Để mình dụ cho nó lại. Trống thì được mấy con tia đẹp nè. Trống được mấy con tia đẹp nè. Nó
được hai con trống. Thôi mấy trống sau này lớn lên là mới biết cho chứ có hai con là nó lớn trội nhất bầy đó, là mình lựa ra, chứ là mấy con mà mình thấy trội 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 á mình lựa ra trước ha, chờ mấy con kia nó lớn thì mình lựa ra sau. Thì hai con trống lớn trội nhất bầy thì mình thấy bầu tia ngon lành đó nè, con xem tia full full tia ra tới chót đuôi luôn nha ha. Còn đây là hàng ấy, ribbon. Hàng ribbon của mình. Ribbon tơ. Ribbon nuôi cũng khá là lâu lớn nha mọi người. Bên đây cũng là ribbon luôn nè. Hàng ribbon này mình chưa tuyển cá sấu cá đẹp nha. Chỉ mới vừa tuyển hàng gen ra thôi. Có chơi là phải chơi cái hàng này. Ribbon. Cá này là mình đã tuyển ra rồi. Là cái bầy này là làm giống là hơi bị vip, hầu như là mình lấy 100%, mình chỉ dạt mấy con mái gen ra thôi, trống mái đều đẹp như nhau. Bộ vây lưng các bạn thấy mấy con ribbon nè, bộ vây lưng lên hấp môn ấy, bộ vây lưng cái vây đuôi á, các bạn thấy không, lên hấp môn luôn. Thật chất ra hàng ribbon khó lên làm hấp môn lắm nha mọi người, khó ra hấp môn. Nhưng mà ra được đó là vui nha, rất là thích. Nó bộ vây khủng khiếp. Đây là cái hàng ghi bông của mình. Là hàng giống nè. Hàng này là trống, này là trống cũng trơ nhưng mà cho dí máy ghi bông. Bầy trống khá là đông ha, và của mình có hai con mái là đem ra đây nuôi riêng nè. Chờ hôm bữa mình bắt ra xong mình thấy bụng bự, sao bữa nay thấy cái bụng nó xẹp xẹp à, chán ghê á, để cho tụi nó ăn luôn ha. Rồi có thể nói là hôm nay hơi bị xui chút xíu nha mọi người. Đáng lẽ là mình sẽ show cá cho mọi người xem, tại vì hôm bữa mình có hứa là mình sẽ show đó, nhưng mà cuối cùng là mấy bài cá tơ mà díp díp của mình đó thì nó không khỏe cho lắm, thành ra là mình dọn hồ tụi nó luôn, mình dọn hồ luôn nè, hồ của tụi nó mình đang ngâm nè, đó mình ngâm đó mọi người, tổng cộng là 3 khay đó, mình ngâm vài bữa nữa thì mình sẽ rau chùi rồi sạch sẽ rồi mình sẽ thả nó trở lại. Thôi bye bye, chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình. Bên cạnh đó thì mình mới vừa thu hoạch được một bầy cá con ấy nè, rồng ribbon con nè, khá là đông.